Sáng qua, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và họp phiên bế mạc. Công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ hy sinh trong cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Lan tỏa những mô hình an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cả cộng đồng dân cư thành phố Huế. Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ tư ngày 9 tháng 12. Và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Cải Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Ải Vân, Hội đồng Nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận làm rõ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trong thảo luận kinh tế xã hội, các đại biểu đã tập trung làm rõ các giải pháp cụ thể để khôi phục các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Góp ý vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đại biểu Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, làm thế nào để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các dự án đầu tư là việc làm cấp thiết. Phải giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch mới tạo động lực để phát triển. Là một kinh nghiệm của năm trước, đến bây giờ là giải ngân cả năm chỉ được cùng trước, chưa được một con được số khoảng một năm. Nên cái này đấy cũng quan trọng nhất là tiền đấy của đã được ngân sách bổ trí. Nhưng cái trách nhiệm chính là của các địa phương, của các ban quản lý dự án là thiếu tập trung làm, nên là cái giải ngân hơi bị chậm. Chủ tịch là họp rất nhiều phiên để đôn đốc, nhưng mà lại quá trình để triển khai để mình thực hiện ngày nay nó rất là khó. Cho nên là cái việc mà cần tập trung nhất cho năm 2021, một trong những ngày đầu tháng đầu đó là phải xây dựng kế hoạch để triển khai đầu tư công của 6 tỷ này. Liên quan đến lĩnh vực du lịch, đại biểu Lê Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch cho rằng, trong bối cảnh chưa tác động mạnh từ dịch bệnh COVID, ngành du lịch của tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, để vực dậy ngành, nhiều giải pháp đã được ngành triển khai, trong đó đáng chú ý là việc đưa ra thông điệp Huế điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn để thu hút nguồn khách nội địa. Một trong những cái giải pháp đầu tiên là ở Huế là phải đưa ra một cái thông điệp Huế, một cái thành phố an toàn, thân thiện và hấp dẫn của du khách. Là cái điều kiện này là tiên quyết. Và trước đây khi mà cái cơn dịch COVID lần đầu tiên đã ra, thì tôi bên ngành du lịch đã tham mưu cho chủ tịch tỉnh ra một cái thông điệp Huế an toàn, hấp dẫn. Thì tôi nghĩ đấy là một cái thông điệp mà xuyên suốt, và đặc biệt trong cái tình hình dịch dạ này, thì cái thông điệp này vẫn còn sức nặng, và trong 2021 chúng ta phải đẩy mạnh thông điệp này. Cũng liên quan đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021, đại biểu Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng, ngành cũng đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm thể thao để kích cầu khách nội địa đến Huế trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Ngay cả thể thao, tôi cũng cho rằng đó là một cái tạo ra cái sức hút về du lịch rất là lớn. Để chúng ta đơn cử thôi, sắp tới đây thì Sở Văn hóa sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch. Chúng tôi sẽ tổ chức ngày hội áo dài kết hợp với liên hoan ẩm thực Huế 2020 từ 18 đến 20 tháng 12. Và tôi cho chúng tôi mong rằng đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch cuối năm hấp dẫn và tạo ra cái sức hút mới của Huế. Sau phiên thảo luận dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên chất vấn trả lời chất vấn. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trần Thị Minh Nguyệt nêu câu hỏi. Năm 2020, tỉnh ta có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng 15,6%. Vậy tỉnh có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này? Thưa Ủy quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Lê Việt Bắc nhìn nhận, có sự gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, cụ thể từ 14,9% giai đoạn 2010-2015 tăng lên 15,6% giai đoạn 2015-2020. Ông Bắc cho rằng nguyên nhân sâu xa là do nhiều gia đình có tư tưởng muốn đông con và có con trai nối dõi tông đường. Đáng chú ý là tỷ lệ sinh con thứ 3 của cán bộ công chức và đảng viên. Theo ông Bắc, biện pháp chế tài xử lý người vi phạm sinh con thứ 3 trở lên chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tỷ lệ này tăng cao. Giải pháp cho việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 được ngành y tế hướng đến. Phối hợp với ban nhân các cấp huyện rà soát lại tất cả các đơn vị mà có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao để chỉ đạo có trọng điểm, trọng tâm và chỉ đạo những cái công tác cụ thể tùy từng đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội dung truyền thông là chủ yếu là chuyển sang là truyền thông về chính sách
dân số và phát triển. Liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đại biểu Trần Lưu Quốc Doãn nêu câu hỏi. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các nghị quyết này vẫn chưa đi vào cuộc sống, tỷ lệ được thụ hưởng chưa cao. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và hướng giải quyết trong thời gian tới. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cho biết, riêng lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tại cơ cấu ngành nông nghiệp, dự toán chi giai đoạn 2017-2020 là 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn giải ngân đến cuối tháng 11 năm 2020 mới chỉ 12,6 tỷ đồng, mới đạt 48,5%. Hiện cơ quan hữu quan đang thẩm định cho khoảng 15-20 dự án, đề nghị hỗ trợ khoảng 8 tỷ đồng. Sở dĩ có vốn mà tiêu không được, theo ông Nguyễn Đại Vui, là do hàng năm các dự án công trình được các địa phương đăng ký tương đối nhiều. Tuy nhiên, thực tế công trình dự án được đầu tư và triển khai rất ít. Mặt khác, một số cơ sở công trình được đầu tư và đề nghị hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện. Ngoài ra, cả tổ chức doanh nghiệp và người dân chưa mạnh dạn đầu tư do chính sách hỗ trợ sau đầu tư nên người dân có tâm lý băn khoăn không biết có được hỗ trợ hay không. Điều này có liên quan đến việc quy định rõ thủ tục để phạt lý hóa văn bản cam kết hỗ trợ của cấp có thẩm quyền. Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì báo cáo chỉ là vừa rồi thì có xin ủy ban có cái chứng minh rồi là xây dựng chắc là phải làm lại cho nó thiết thực, có những vấn đề giống như mà không thực hiện được á thì thôi bây giờ là cái kia là có 12 nhóm, bây giờ là làm lại 5 nhóm thôi. Và trong đó những cái vấn đề là cụ thể rồi sau đó là quy định cái đầu mối để triển khai cái vấn đề này. Và việc thứ ba nữa là đề nghị là giao lại cho viện nghiên cứu phát triển và trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh là có thể thuê một cái trụ sở chung luôn vừa làm việc và sau đó tạo điều kiện cho các cái cá nhân và nhóm khởi nghiệp, bởi vì khi này là họ chưa thành lập doanh nghiệp được thì họ sẽ tới đấy để họ làm một nghiên cứu và khi họ làm xong được rồi thì hỗ trợ vô thành lập doanh nghiệp. Ngoài những vấn đề trên, phiên chất vấn cũng đã nhận được cả câu hỏi liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở chợ đầu mối Phủ Hầu và cơ sở lò mổ gia súc, phương án sử dụng hiệu quả cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đang bỏ hoang tảo hôn ở đồng bằng. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 tiến hành phiên bế mạc. Là kỳ họp cuối cùng trong năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì và phát biểu bế mạc kỳ họp. Kỳ họp đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế, tồn tại và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bàn và thông qua 17 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao để sớm triển khai trong đầu năm 2021. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm một số vấn đề trong tổ chức thực hiện để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan quan tâm triển khai. Quán triệt xây dựng chương trình kế hoạch gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể ở từng cấp, từng ngành ngay từ đầu tháng đầu của năm để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng thời chuẩn bị chú đáo các nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, rà soát điều chỉnh các quy hoạch kịp thời, tập trung hỗ trợ thủ tục đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi nghiên cứu đầu tư phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng cơ chế thúc đẩy kích cầu du lịch trong tình hình mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khôi phục sản xuất tại các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp.
nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn. Do đó, Ủy ban dân tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, không được chủ quan lơ là, tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh. Tập trung khắc phục hậu quả bão lụt và các hoạt động hỗ trợ cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba. Chuẩn bị chú đáo các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuyển sang những nội dung thông tin đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ hy sinh trong cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm gồm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Mỹ Ni là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc là vợ của liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ, đồng thời mong muốn các quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, quân đội, tích cực nghiên cứu học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới. Đại diện cho thân nhân liệt sĩ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được tuyển dụng vào quân đội và hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, khối thi đua mặt trận đoàn thể tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và thống nhất các nội dung thi đua năm 2021. Năm 2020, các thành viên trong khối đã tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, công chức hưởng ứng. Gắn với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị, các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Các phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên trong khối, gắn với thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh và các cuộc vận động phong trào thi đua do cấp trên phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh. Điển hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và vận động được hơn 11,6 tỷ đồng. Hội cựu chiến binh tỉnh xóa 7 nhà tạm, sửa chữa 10 nhà dột nát với kinh phí hỗ trợ trên 635 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng sửa chữa 24 nhà máy ấm công đoàn với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng và sửa chữa 21 máy ấm tình thương, 12 công trình vui chơi trẻ em và 93 hồ xí hợp vệ sinh với tổng trị giá trên 830 triệu đồng. Hội nông dân thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững với 50.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Cán bộ công nhân viên chức cơ quan mặt trận tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh quyên góp hỗ trợ người nghèo khu vực 1 kinh thành Huế tại định cư. Tư vấn nghề nghiệp cho hơn 500.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho hơn 100.000 lượt người. Đó là những con số ấn tượng mà Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện trong 30 năm hình thành và phát triển. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành lập ngày 8 tháng 12 năm 1990 với tên gọi đầu tiên là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm. 30 năm qua, trung tâm đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường lao động việc làm. Cụ thể, trong thời gian hoạt động, trung tâm đã tư vấn việc làm, tư vấn nghề, chế độ chính sách cho hơn 500.000 lượt lao động và trên 16.000 doanh nghiệp. Giới thiệu việc làm cho hơn 112.000 lượt người, trong đó số người có việc làm ổn định chiếm gần 50%. Từ năm 2007 đến nay, trung tâm tổ chức hơn 340 sàn giao dịch việc làm và ngày hội việc làm, thu hút gần 7.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Từ đầu năm 2010 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cho hơn 53.000 người, chi trả số tiền gần 575 tỷ đồng. Song song với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị vững mạnh cũng được cán bộ nhân viên trong trung tâm tiến hành thường xuyên, đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh quyết tâm phát huy những thành quả đã đạt được trong 30 năm qua, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cung cầu lao động, trở thành một đơn vị dịch vụ việc làm đủ mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh giới thiệu tại hội thảo tổ chức vào sáng qua.
Tại hội thảo, ban tổ chức đã chọn 9 đề tài tiêu biểu để giới thiệu, bao gồm các lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập và phần mềm tin học, lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường, lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. Tất cả các sản phẩm tham gia hội thảo lần này đều là những sáng kiến xuất phát trong quá trình học tập, sinh hoạt và thực tế cuộc sống hàng ngày của các em. Bằng những góc nhìn khác nhau, các em đã cho ra đời những sản phẩm hữu ích quay lại phục vụ cuộc sống. Trong khuôn khổ hội thảo, ngoài báo cáo đề dẫn và ba báo cáo khoa học được trình bày, các đại biểu còn được nghe Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trình bày nội dung sở hữu trí tuệ với hoạt động nghiên cứu triển khai. Được biết, trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật và triển khai ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hàng trăm đề tài, dự án và hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiên cứu sáng tạo trong quá trình học tập, lao động, sản xuất, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, nhiều mô hình an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị được lực lượng đoàn hội tại các địa phương tích cực triển khai và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Những mô hình này đang dần được lan tỏa để dần trở thành một nét đẹp văn hóa trong giao thông và thói quen trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Chỉ trên một đoạn đường ngắn chưa đầy 50 mét tại trục đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, đã có đến hai ngôi trường, đó là trường tiểu học Hương Sơ và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Trước đây, vào giờ cao điểm, khi hai trường tăng học cùng lúc, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do mật độ xe cộ qua lại quá lớn. Những năm gần đây, được sự chung tay của đoàn thanh niên phường Hương Sơ, mô hình cổng trường an toàn giao thông đi vào hoạt động bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Có mặt tại trường tiểu học Hương Sơ vào lúc tan trường, không còn tình trạng ùn tắc giao thông. Phụ huynh đến đón con em mình đều được các đoàn viên hướng dẫn, xếp xe gọn gàng, ngay hàng thẳng lối để nhường chỗ cho các em học sinh và phương tiện lưu thông. Một nét đẹp về văn hóa giao thông đang dần hiện hữu và lan tỏa rộng khắp từ những hành vi nhỏ nhất. Nếu có mô hình này đón con em mất ví dụ tầm cỡ 5 phút, nếu có mà lộn xộn mà xe kẹt ngoài là thêm mất khoảng 15 phút với 20 phút. Thành ra cái mô hình này trường làm rất là đạt hiệu quả. Mô hình này đã chuyển được trường tiểu học Sơ chúng ta triển khai lại 2 năm rồi. Thì có 2 năm thì bản thân mình thấy rằng là nó có rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp học sinh bước đầu hình thành được cho mình cái thói quen an toàn giao thông. Và các bạn và như vậy là cả phụ huynh cũng dễ đưa đón các em khi đến trường hơn. Và do trường chúng ta ở trong cái tuyến đường mà cũng xe cộ đi lại là cũng khá đông đúc, nên việc xếp hàng đưa đón này là sẽ giúp cho giao thông được đi lại tốt hơn mỗi lần giờ ra về. Các cái đoàn phường trong cụm 1 cũng đã triển khai bằng kế hoạch, bằng văn bản về các cái mỗi trường học. Sau khi mỗi cái đợt ra quân đồng loạt thì đoàn phường là cũng đã triển khai cái kế hoạch về lâu về dài cho các cái chi đoàn tự quản cùng với nhà trường, cùng với liên đội mỗi trường. Thì thời gian qua thì trong cụm 1, các đoàn phường cụm 1 cũng đã triển khai gần 2 năm kế hoạch là cổng trường an toàn giao thông cũng như mô hình xếp hàng đón con. Thì kết quả cho thấy rằng là cái hiện trạng mà ùn tắc giao thông tại phía trước trường học cũng như là các cái tai nạn giao thông xảy ra như các năm trước thì cũng hạn chế rất là nhiều, lên đến 70-80% trên các cái đoàn phường cụm 1 cũng như là tại các cái trường học của các địa phương. Là vùng thấp trũng ven hạ lưu sông Hương, khu vực Kim Long, An Hòa, sau liên tiếp các đợt ngập lụt kéo dài là một lượng lớn rác thải, bùn đất tồn đọng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trầm trọng đến cơ sở hạ tầng. Ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, đồng loạt các tổ chức đoàn hội kết hợp cùng người dân địa phương đã tích cực ra quân làm vệ sinh môi trường, đồng thời cải tạo lại một số công trình xanh bị ảnh hưởng do mưa lũ. Mỗi người một việc với tinh thần vì một thành phố Huế xanh, sạch, sáng. Những góc phố, sân chơi tập thể mới đây còn lấm lem bùn non sau lũ, nay lại trở nên sạch đẹp, tinh tươm giữa bàn tay của những đoàn viên, hội viên địa phương. Những ngày Chủ nhật xanh đặc biệt như thế này đang không chỉ góp phần chung tay cùng chính quyền khắc phục hậu quả thiên tai mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của cộng đồng. Năm 2020 này là có nhiều trận bão và lụt ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều, như nước vào nhà, cây cối trúc khu vực vốn chúng tôi là có tổ trưởng dân phố và lãnh đạo bí thư về phụ nữ đi vận động bà con, thì bà con cũng đoàn kết và nhiệt tình cũng tham gia rất là tốt và sửa lại
bằng cây cối và vệ sinh môi trường, đó là sức khỏe cho người dân. Trong thời gian qua thì nhiều cơn bão đã đổ bộ vào Huế, thì cùng về đoàn thanh niên, về cùng một đội của bọn em là chia đã ra quân cùng với các ban ngành đoàn thể cùng dọn và vệ sinh các điểm chia bị ngập nặng cũng như là bị cây đổ ngã. Đây là trách nhiệm của bản thân đoàn của chúng em nói riêng và cùng lên nói chung để tạo lại cái vẻ, trả lại vẻ cảnh quan đô thị trên địa bàn. Riêng mà đoàn phương An Hòa nói riêng và các đoàn thể của trong cùng một nói chung, thì sau khi lục bão thì đảng ủy và chính quyền các địa phương là chỉ đạo sát sao cái vấn đề là vệ sinh khắc phục lục sau cơn bão số 13 và các cơn bão lục các trên địa bàn. Thì cùng với hệ thống chính trị các tổ dân phố và bà con nhân dân riết ráo là dọn dẹp vệ sinh, hoạt động khắc phục hậu quả sau bão thì giúp là trả lại cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp vốn có của Huế chúng ta nói riêng và thưa quý vị chúng ta nói chung, đồng thời là giúp người dân là nhanh chóng là trở lại cuộc sống bình thường. Duy trì thực hiện văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị là một công việc đòi hỏi thời gian, sự kiên trì, tỉ mỉ, cần có sự linh hoạt sáng tạo và hơn hết là sự chung tay góp sức của mỗi người dân địa phương. Mong rằng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như thế này sẽ ngày càng được nhân rộng để mỗi góc phố, mỗi con đường ngày càng trở nên xanh hơn, sạch đẹp hơn. Phần cuối là một số thông tin khác. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí hỗ trợ nông dân Phong Điền, hội chữ thập đỏ khám phát thuốc miễn phí tại Quảng Điền là những hoạt động xã hội đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng ngày 8 tháng 12, phòng khám chữa bệnh chữ thập đỏ Đông Anh, thành phố Hà Nội phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng xe đạp cho 700 người dân là đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong thời gian qua thuộc địa bàn hai xã Quảng Thành và Quảng An thuộc huyện Quảng Điền. Được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, có 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai xã được đoàn trao tặng 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,9 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ là trên 120 triệu đồng. Quảng Thanh và xã Quảng An thuộc huyện Quảng Điền là hai xã vùng thấp trũng, có số lượng người dân bị thiệt hại thiên tai trong thời gian vừa qua rất lớn. Những hoạt động của Hội chữ thập đỏ đã góp phần hỗ trợ giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chương trình đã trao tặng 700 suất phân bón cho 700 hộ nông dân bị thiệt hại hoa màu cây cối tại các xã Điền Lộc, Phong Hiền, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Hải. Mỗi hộ được hỗ trợ một bao phân bón 25 kg. Đây là cả địa phương bị thiệt hại nặng nề do các đợt bão lũ gây ra đối với bà con nông dân. Được biết ngoài huyện Phong Điền, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí còn hỗ trợ 700 suất phân bón cho bà con nông dân huyện Quảng Điền, 600 suất huyện Phú Vang và 600 suất phân bón cho nông dân thị xã Hương Trà. Tổng cộng là 65 tấn phân bón với kinh phí 650 triệu đồng của chương trình đã được trao hỗ trợ bà con nông dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ổn định sau suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 20 độ, độ ẩm 89 đến 92%. Thời tiết biển có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m.